đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide. Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục review dạo sân siêu xe. Thì như các bạn đã biết thì ông trùm cà phê Trung Nguyên, anh tính đến thời điểm hiện tại là người có bộ sưu tập khủng nhất về siêu xe và xe sang. Dàn siêu xe của vị đại gia này quy tụ khá đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng như là Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Porsche, Rolls Royce, Bentley, Mercedes-Benz, Range Rover, Audi. Thì số lượng siêu xe của vị đại gia này không có thể ai có thể đếm được cũng như là thống kê được. Tuy nhiên vị đại gia này có sở thích khá đặc biệt là thường thích chơi xe theo cặp và dán đề can xe màu xám trắng hoặc là màu mới đây nhất là xanh xanh quân đội. Thì trước đây thì ông đã sở hữu hai chiếc Audi R8 Cooper phiên bản V10 Plus. Tuy nhiên thì ông đã bán một chiếc và sang tay cho đại gia tại Bạc Liêu. Còn đây là chiếc còn lại của ông. Thì tại Việt Nam giá bán của Audi R8 V10 Plus không được công bố. Tuy nhiên là rẻ hơn so với hai đối thủ là Ferrari 488 GTB và Lamborghini Huracan. Thì mẫu xe này còn được mệnh danh là Lamborghini Huracan của Audi tại vì sử dụng chung khung gầm với lại Lamborghini Huracan. Tuy nhiên thì siêu xe được trang bị này được trang bị thêm cánh nhớt carbon, phát tán sau carbon, ốp hông carbon, hay như các bạn có thể thấy ốp gương carbon và phần cản trước carbon. Thì xe thì sử dụng bộ mâm đa chấu màu đen cùng với cụm phanh xám. Thì mẫu xe này sử dụng động cơ V10 5.2 lít, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 3.2 giây và đạt tốc độ tối đa là 350 km/h, thông số tương đương 320 km/h, thông số tương đương với lại Lamborghini Huracan. Ok, và chuyên mục review dạo của mình với mẫu xe Audi R8 V10 Plus này đã kết thúc. Các bạn nhớ theo dõi Autoro cũng như là follow kênh YouTube để nhận được cái thông tin mới nhất về những siêu xe Việt Nam nhé. Đơn giản chỉ là 8 máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai, players OG, monitor like Kobe, Jeff Lau là của Gucci, gói 5 là Versace, bên ngoài là